Liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn sáng ngày 26 tháng 3, Bộ Công an cho biết đây là vụ án liên quan đến việc tập đoàn Phúc Sơn đầu tư 21 dự án, đang tập trung điều tra truy tố các sai phạm tại dự án ở Quảng Ngãi. Đặc biệt Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn khai nhận đã chuyển tiền cho nhiều người, trong đó riêng Đặng Trung Hoành ở Mang Thít tỉnh Vĩnh Long là 64 tỷ đồng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng chức vụ Bộ Công an cho biết, trong vụ án này, ngoài Nguyễn Văn Hậu tức Hậu Pháo, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam một số quan chức địa phương gồm cựu bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, cựu chủ tịch Vĩnh Phúc Lê Duy Thành, ông Đặng Trung Hoành, cựu chánh văn phòng huyện Mang Thít Vĩnh Long. Nguyễn Văn Hậu đã có những hành vi chi phối, lũng đoạn và gây áp lực ép một số bị can là nguyên là ủy viên ban thường vụ, thậm chí là thường trực tỉnh ủy Vĩnh Phúc để trục lợi. Thì Hậu đã dựa vào mối quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn. Bộ Công an là coi cái hành vi này là rất nguy hiểm, dạng mới mà không chỉ gây thiệt hại đối với tài sản của nhà nước và của nhân dân mà còn có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị cơ sở.